Khám phá Tây Bắc, điểm đến hoang sơ. Vùng đất Tây Nguyên, hành trình khám phá văn hóa đa sắc tộc, cho đến tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Hơn 20 trại do sinh viên các khoa trường Đại học Đại Nam chuẩn bị từ các nguyên liệu tái chế đã tạo nên không gian đa dạng du lịch văn hóa vùng miền, giữ mãi màu xanh quê hương. Với tiêu chí lý thuyết đi đôi thực hành, ngày hội trở nên đặc biệt hơn với sinh viên khoa du lịch khi mỗi bạn trở thành hướng dẫn viên du lịch. Thông qua hội trại lần này thì chúng mình thứ nhất là muốn quảng bá đến du lịch của Việt Nam, cũng như là mang đến thông điệp rằng là mặc dù chúng ta hoạt động kinh tế, phát triển kinh tế nhưng vẫn phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Không chỉ tập trung đào tạo nhân lực du lịch trẻ, đoàn thanh niên trường còn phát động cuộc thi thời trang tái chế nhằm kích thích sự sáng tạo, từ đó nâng cao văn hóa và ý thức giữ gìn môi trường cho các bạn trẻ. Đất nước Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều cảnh đẹp mà không chỉ nổi tiếng với người dân Việt Nam mà còn trên cả thế giới nữa. Thì đoàn thanh niên thông qua cái chương trình hội trại này mong muốn các bạn sinh viên sẽ tìm hiểu thêm về những cảnh đẹp đó. Ngoài cái việc là thúc đẩy cái nền du lịch của Việt Nam, du lịch bền vững, du lịch bảo tồn và phát triển, thì chúng tôi cũng muốn mang cái thông điệp đến cho toàn thể cán bộ giảng viên, 13.000 sinh viên trường Đại học Đại Nam, rằng chúng ta là những du khách đi du lịch cũng phải góp phần để mà bảo tồn, gìn giữ cái miền sinh thái, đặc biệt là giữ mãi màu xanh quê hương, giữ mãi được màu xanh của hành tinh này. Thường xuyên rèn luyện sinh viên qua các hoạt động ý nghĩa cộng đồng không chỉ góp phần xây dựng một đội ngũ những người làm du lịch trẻ chất lượng mà còn nâng cao ý thức thế hệ trẻ trong việc phát triển du lịch bền vững.